huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định sự tiến bộ của đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện qua những trận giao hữu quốc tế như với đội tuyển nữ Đức, nhưng lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam phải để lại điều đó ở sau lưng, rơi xuống mặt đất thật nhanh để hướng tới World Cup nữ 2023. Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị được tới 99% cho World Cup. Ngay từ chuyến tập huấn châu Âu, chúng tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Bây giờ về đây chúng tôi chỉ củng cố và nâng cao, còn những sai sót thì cố gắng sửa chữa. Vào đến World Cup, mọi người đều biết chúng ta ở bảng đấu khó, không thể nói thắng đội tuyển Mỹ là được nhưng phải thi đấu hết sức. Huấn luyện viên Mai Đức Chung phát biểu trước buổi tập sáng ngày 3 tháng 7 năm 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam. Từ khi được VFF chăm chút với các chuyến tập huấn tại châu Âu, các cầu thủ đã tiến bộ. Tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều về trận đấu đáng khen của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Đức. Tôi muốn trận đấu ấy trôi qua đi, để các cầu thủ rơi xuống mặt đất thật nhanh. Chúng tôi còn phải chuẩn bị cho World Cup. Trước khi di chuyển sang New Zealand, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 cầu thủ. Ông loại đến 5 cái tên là Hà Thị Ngọc Uyên, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Hương, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Trần Nguyễn Bảo Châu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung giải thích, tiêu chí của tôi là ưu tiên một vị trí có 2 người thay thế nhau, hoặc một cầu thủ có thể đá nhiều vị trí. Tôi loại 5 cầu thủ không phải vì họ kém, mà vị trí của họ trùng nhau. Sau mỗi lần tập trung thì luôn có người bị trả về. Lần này cũng vậy, tất nhiên tôi phải động viên họ. Quy định của World Cup chỉ được đem theo 23 người mà thôi, nên chúng tôi phải có tính toán hợp lý. Tôi ưu tiên vị trí tiền đạo. Bây giờ đội chỉ có Huỳnh Như, Phạm Hải Yến. Nếu một trong 2 người chấn thương phải có người thay. Do đó tôi chọn thêm Vũ Thị Hoa và Nguyễn Thị Thúy Hằng. Vị trí tiền đạo rất quan trọng, nhưng cũng dễ chấn thương. Do đó chúng tôi phải đưa ra những tính toán phù hợp. Tại New Zealand, thời tiết đang là mùa đông, khác hẳn với khí hậu hiện tại ở Việt Nam. Đây là trở ngại chung mà các đội bóng phải vượt qua. Việc sang New Zealand sớm giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có thời gian để thích nghi với thời tiết. Trước SEA Games chúng tôi tập huấn tại Nhật Bản với khí hậu lạnh, sau đó về Campuchia thì rất nóng nhưng các cầu thủ thích nghi nhanh. Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp, bố trí những buổi tập để làm sao các cầu thủ bắt nhịp nhanh. Ở Việt Nam, thời tiết rất nóng, còn sắp tới sang New Zealand thì thời tiết là mùa đông rất lạnh. Rõ ràng đó là một thử thách nhưng không chỉ với chúng tôi mà đội nào cũng vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói. Được biết trong ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến thăm động viên các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam trước khi sang đường sang New Zealand dự World Cup nữ 2023. Tại buổi gặp, Thủ tướng dặn dò ban huấn luyện chuẩn bị chiến thuật kỹ càng. Thủ tướng cũng đánh giá, trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầy cảm xúc trước đội tuyển nữ Đức. Thủ tướng cũng cho biết, chủ trương, đường lối của Đảng ta là phát triển đất nước đầy đủ, toàn diện về các mặt, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, trong đó thể thao có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện thể chất, ý chí của con người Việt Nam.